Em nghĩ là tắm biển. Anh đừng gửi. Hello các bạn. Hello. Chỉ có cỡ 6 cái bàn thôi, nhưng mà cũng gọn gàng sạch sẽ. Còn đồ chấm và đồ ăn kèm thì đúng chỗ Hàn Quốc luôn. Có cả thức uống miễn phí cho nên shipper nha. Dễ chưa? Mời đếm. Mời đếm. Yeah.